Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt Mindform và cài đặt các đơn vị và tham số cho nó để cho đúng chuẩn hệ chiếu của điện biên để chúng ta có thể thực hiện được các bước trong cái động điện biên. Đầu tiên mình đi đến cái file cái thư mục chứa file cài đặt. Đây nhá, mình để của mình thì mình để ở e, mình để ngay ngoài đây. Mọi người cần cái file này thì có thể lên trên mạng tải về hoặc là nhập trực tiếp mình ở đấy nhé. Đây, nó nằm ở đây. Mình kích vào cái file này. Ở đây nó có hai cái file cài đặt. Thì file ở dưới thì là cái file cài đặt các chỉ tính riêng các phần bổ trợ cho nó thôi. Còn mình sẽ cài luôn cái phần file này. Nó sẽ cài đầy đủ. Mình nhấn nút vào. Tiên mình đấy. Tiếp theo là nó hỏi về cái bản quyền của nó, đồng ý về các điều khoản thỏa thuận hay là sử dụng. Đây mình là I accept. Đấy. Đây là tên và tổ chức nhé, thì mình để nguyên đi. Mình tích vào đây. Check here, tức là tích vào đây, nếu đây là cái bản là copy thôi, không phải là bản quyền. Mình next. Đây. Sang cái dòng này thì nó để này bằng điện này typical nhá, thì mình nháy next luôn. Còn nếu mà bạn muốn tùy biến cái đặt này thì mình nháy custom, nhưng mình khuyến cáo thì chỉ dùng cái typical này thôi. Đây, mình nháy next luôn. Để install. Quá trình cài đặt này là, thì nó sẽ mình sẽ phải đợi khá là lâu, nhưng mình sẽ cắt cái bỏ cái đoạn này đi, cắt vào đoạn đợi. Đây là cái bước cuối cùng, nó xong rồi nhá. Đây nó hỏi mình mở hai cái yes hoặc no. Đây nó hỏi mình mở có nên mở cái trang web của nhà sản xuất hay không, thì đây nó yêu cầu phải có mạng. Mình chọn yes thì nó sẽ mở lên cái thư mục một cái trình duyệt là có trang web của Mindform. Mình sẽ không chọn, mình chọn no đi để kết thúc cho nhanh. Đây nó cái vip. Bây giờ mình đã xong rồi nhá, thì mình sẽ phải kéo nó ra từ trong cái nó đang ở C mà, thì mình kéo nó ra. Đây, nó mang to đây. Mình chọn chuột phải vào nó. Mình chọn chuột phải vào nó nhé. Chuột phải vào cái này nhé. Sau đó là mình chọn Send to Desktop. Cái shortcut này. Đó. Bây giờ nó nằm ở đây rồi. Ở đây rồi thì mình cần phải crack cho nó và cài đặt cái file đối chiếu cũng như đơn vị cho nó. Đầu tiên là mình sẽ crack trước, crack và cài đặt cái tọa độ. Đây, mình liên hai cài đặt. Đây, hai cái file có định dạng là mapinfo.w.prz là cái file đối chiếu. Còn cái file micro.dll cái kìa thì là cái file crack. Mình copy cả hai cái file đấy vào. Sau đó mình tìm thấy đường dẫn của cái map info này. Đây, sau đó mình nhấn vào open file location. Sau đó mình paste vào. Mình nhấn ghi đề nhá. Ghi đề hết tất cả. Tại vì nó có hai file, nó sẽ hỏi mình ghi đề hai lần. Rồi, mình tắt đi. Sau đó mình mở file to lên. Đây là cái trên cái cửa sổ Quick Start, nó khởi động nhanh ấy. Thì đầu tiên nó sẽ hỏi mình là có muốn các tùy chọn khi mà khởi động hay không này. Đầu tiên là sẽ là mở lại cái phiên làm việc vừa rồi này. Mở lại cái workspace cuối cùng. Mở một mục workspace và một table. Thì đây mình chỉ chẳng mở cái gì cả, tại vì mình không mở, mình chỉ hướng dẫn mọi người cài đặt cái đơn vị và cái tọa độ cho nó thôi. Đây, mình cancel. Đây, trong đây thì mình vào option nhé, sau đó vào preview. Đây, trong system setting nhé,
À, cài đặt cái hệ độ nhá, à nhầm, và cài đặt cái đơn vị cho nó. Xong cái unit nhá, thì đây là cái paper and layout unit, tức là đơn vị của trang giấy và trang in, thì mình chọn là cm. Đây, tiếp theo distance unit là khoảng cách từ trên bản đồ ấy, mình chọn là meter. Area unit mình chọn là hecta. Đấy, đây là ba tham số, mọi người nhớ như vậy. Nếu mà bạn này nó nhanh quá thì có thể dừng video lại để ghi nhớ ba cái này để chỉnh sửa, để cài đặt cho nó đúng nhé. Ok, cái thứ hai là mình cài đặt cho nó là hệ tọa độ. Đây, mình lấy vào map window nhé. Xong đây nó có bốn cái thẻ, thì mình nhận cái thẻ đầu tiên. Cái thẻ đầu tiên mình không quan tâm đến đâu, mình quan tâm đến cái thẻ thứ ba này, projection này. Đây mình nháy vào thì nó sẽ dậy. Trong đây nó có một cái là lưới chiếu mặc định, đây là lưới chiếu mặc định nhé. Mình chọn vào table projection. Đấy. Đó, trong cái category này, tại vì mình vừa mới copy cái lưới chiếu VN2000 đấy, cái định dạng mappingforw.prg đấy. Đây thì nó sẽ hiện ra cái bảng này cho mình trong cái category nhá. Đấy, mới đầu mặc định thì nó sẽ là longitude và latitude, nhưng mà khi copy cái hệ tọa độ kia vào rồi ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái là Việt Nam Coordinate System. Đây, mình nghe ra. Sau đó mình chọn là Điện Biên, rồi 103, 13 độ. Ok, phòng dưới mình làm tương tự. Category mình cũng chọn là Việt Nam Coordinate System. Phòng dưới này thì mình cũng chọn là Điện Biên 103, 13. Đây là cái bước cài đặt Mappingforw và cài đặt đơn vị và lưới chiếu cho nó. Mọi người có gì mà không làm được thì cứ mở video xem đi xem lại, chắc chắn sẽ làm được.